Hello anh em, lại lái xe đây. Hôm nay có hai con CBR 250 đây và một con CBR 500 góc kia. Quay review báo giá cho anh em tham khảo nha. Ok, đầu tiên là em CBR 500. Xe thì đăng ký 2020. Đó, đồ chơi thì có chống đổ này, bảo vệ tay thắng này. Ngoài ra là zin. Đó. Đi có mấy nghìn cây thôi. Biển 60 nha anh em. Này, đi xăng này anh em nhìn này. Chất xe đẹp cực kỳ luôn. 6.200. Êm, thì thầm mùa xuân cho anh em. CBR 500. Mấy con này thì giờ dễ chơi lắm anh em ạ. Nó có 129 triệu thôi là anh em chơi được rồi. Chất xe mấy nghìn cây nhìn nó đẹp lắm. 6.200 nha. Ốc tán này, mới keng, đó, xe đẹp không vệt chảy luôn. Con này thì, đó, để anh em con này 129 triệu nhé. Số điện thoại mình để dưới phần bình luận hoặc ghi dưới phần bình luận đó, anh em cứ vô phần mô tả bình luận coi nha. CBR 250 này, xe này mới về này. Con này đi ít lắm này, có mấy nghìn nữa, hai chìa còn đủ hết cho anh em rồi. 8.300. Màu đỏ, xe 2019 nhá. Đó, một chủ từ đầu luôn. 2019 mua gần 200 triệu. Đi 8.000 cây à. Đó, đồ chơi thì có một chống đổ thôi. Em thì thầm mùa xuân, nói chung là mấy xe mấy nghìn cây này thì quay dễ lắm. Đó, lốp điếc nhông thiên đĩa đều zin theo xe hết. Ốc tán đây. Đó. Hảo đây. Con này để anh em 109 triệu. Xe chủ phố sang tên toàn quốc chỉ có 1% thế thôi nha anh em. Đó, nay mình về được có hai xe đó thôi. Đó, anh em nào mà muốn tham khảo những cái dòng xe gì đó, thì anh em cứ vào trang web là duongmoto.com. Hoặc thích những xe nào mà em quay á, thì anh em chụp màn hình lại, nhắn tin qua số điện thoại 0974847553. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho anh em nhé, để cho anh em nào ở xa coi cho nó thoải mái nhé. Ok, thì clip xin dừng tới đây thôi. Cảm ơn anh em đã gọi đến cuối clip nhé.